Hương Giang đáp trả, Hậu bị vạch trần chiêu trò drama với Huỳnh My, Quỳnh Châu tỏ thái độ lạ. Ồn ào trong cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam được đẩy lên cao trào khi một TikToker vừa qua đã vạch trần chiêu trò tạo drama của ekip đằng sau. Trước nghi vấn này, cả Hương Giang và Quỳnh Châu mới đây đều lên tiếng. Vừa qua, khán giả không khỏi xôn xao trước thái độ sắc sửa và màn đấu khẩu cực gắt giữa thí sinh Huỳnh My và Á hậu Quỳnh Châu tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam Miss International Queen Việt Nam. Vì bị Quỳnh Châu loại thẳng tay, Huỳnh My cà khịa lại Á hậu Quỳnh Châu việc chưa được đi thi quốc tế. Sau chương trình, Hương Giang lại tiếp tục là cái tên được netizen réo gọi cho rằng cô đang đổ thêm dầu vào lửa. Cụ thể, trên fanpage của Hương Giang liên tục đăng tải những khoảnh khắc gây tranh cãi của Huỳnh My. Mới đây, trong lúc giao lưu với khán giả trên sóng livestream, Hương Giang đã có những chia sẻ về Huỳnh My cũng như những nghi vấn về việc cố dàn xếp, chiêu trò, câu view. Đâu có nghĩ gì đâu, mỗi người có sự lựa chọn riêng cho cách hành xử của mình. Nhiều người bảo là có phải ban tổ chức sắp xếp kịch bản không? Mọi người thử nghĩ đi, ai cũng có một cá tính riêng biệt đúng không? Người ta làm việc gì, ra cũng phải suy nghĩ đến gia đình, đến mọi người xung quanh. Đâu phải mình bảo người ta làm gì thì người ta sẽ làm như vậy. Trước đó, ngay sau khi chương trình kết thúc, Hoa hậu Hương Giang đã lên tiếng đáp trả thay cho Quỳnh Châu rằng chị không cần thi quốc tế vẫn có quyền loại cưng, thank you, next. Vừa qua, một TikToker khá có tiếng có tên NHBT sở hữu lượng người theo dõi khủng lên tới hơn 400.000 người đã có màn lên tiếng bóc trần sự thật đằng sau drama chấn động những ngày qua, hé lộ âm mưu của ekip thực hiện chương trình. Cụ thể, tài khoản NHBT cho biết drama của Huỳnh My trong chương trình đều là kịch bản và được dàn dựng hết sức chuyên nghiệp, tinh vi, mục đích là đẩy màn drama này sao cho có thể hot nhất. Theo người này thì tất cả các thí sinh khi tham gia cuộc thi, nếu càng hot thì chương trình cũng ngày càng nổi tiếng, càng có tiếng tăm thì các nhãn hàng quảng cáo đổ vào chương trình thì lại càng nhiều. Để thực hiện được điều này, ngay từ đầu, ekip chương trình đã xây dựng nhiều thí sinh theo hướng những nhân vật khác nhau. Ví dụ sẽ có một nhân vật có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên trong cuộc sống, nhân vật tiếp theo sẽ là người có tính cách ngang ngược, bất cần và nổi loạn. Hoặc là một thí sinh xuất thân dòng dõi quý tộc nhưng sinh ra trên một cơ thể không mong muốn, bất chấp ngăn cấm của gia đình để thực hiện ước mơ. Tất cả những điều tôi nói là ví dụ, thường thì sẽ có một chương trình truyền hình thực tế. Ekip họ sẽ làm mọi cách để những nhân vật này viral lên, tạo nhiều drama kịch tính để nhiều người biết đến chương trình, TikToker này chia sẻ. Sau tập phát sóng, độ viral của cái tên Huỳnh My được đẩy lên cao trào, có chạy quảng cáo cũng không lại, chỉ cần một drama dàn dựng trên sóng là đã đủ cả nước biết đến, ekip chương trình cũng chỉ cần có thế, những hợp đồng quảng cáo sẽ bắt đầu đổ dồn về và người được hưởng lợi nhất là công ty chủ quản tổ chức cuộc thi, anh NHBT giải bày. Cuối đoạn clip, nam TikToker cũng không quên nhắn nhủ đến netizen rằng xem show bằng con tim nhưng phải dùng cả lý trí, đừng tin tất cả mọi thứ trên truyền hình là thật. Trước màn phân tích quá hợp lý trên, nhiều khán giả cũng đã lập tức quay xe cho rằng nhận định trên là đúng và cảm giác đang bị chương trình lừa dối khán giả. Không chỉ Hương Giang mà vừa qua Quỳnh Châu cũng thẳng thắn lên tiếng trước nghi vấn chương trình đang cố tạo dựng drama. Á hậu nói, từ những tập casting, mọi người đều thấy chị Giang tự hào về thí sinh năm nay quá giỏi. Các bạn chuyển giới thành công ở đủ các ngành nghề đến casting, nên không thể nói rằng chương trình đang làm xấu hình ảnh của người chuyển giới được. Nếu những điều không đúng, cứ được giấu đi thì làm sao các bạn biết sai mà sửa. Người đồng tính, song tính, dị tính, chuyển giới thì cũng đều là con người như bao con người khác. Mà đã là con người thì sẽ có người này, người kia, có những lúc hành xử tốt và có những lúc hành xử chưa đúng. Ngoài ra, Quỳnh Châu cũng lên tiếng về vấn đề đi thi quốc tế của mình. Cô nói, với tôi bây giờ tập trung làm tốt nhiệm kỳ của mình, mang lại nhiều sản phẩm hơn cho khán giả. Nếu mình làm tốt ở Việt Nam hay ở quốc tế, khán giả của mình cũng sẽ tự hào về mình thôi.